Xin chào các bạn, chúng mình cùng nhau ôn tập lại từ vựng thứ hai và cấu trúc thứ hai trong chủ đề My Toys, các đồ chơi của tôi nhé. Doll is a doll. Is a doll. Puzzle is a puzzle. Is a puzzle. Game is a game. Is a game. Teddy bear is a teddy bear. Is a teddy bear. Robot is a robot. Is a robot. Cấu trúc của chúng mình sẽ hỏi là đây có phải là đồ chơi của bạn không? Ví dụ nếu mà cô muốn nói đây có phải là con teddy bear của bạn không, cô sẽ hỏi là Is this your teddy bear? Is this your teddy bear? Đây có phải là con gấu bông của bạn không? Và chúng mình nếu như không phải là gấu bông của chúng mình sẽ trả lời là No, it isn't. No, it isn't. It Sam's teddy bear. Đây là con gấu bông của bạn. Sam. It's Sam's teddy bear. It's Sam's teddy bear. Đây là con gấu bông của bạn. Sam. Và các bạn nhìn cấu trúc thứ nhất và cấu trúc thứ hai, chúng mình thấy là ở trên này chỉ có một con teddy bear thôi, nhưng mà ở dưới này sẽ có nhiều con teddy bear. Cô đã cho thêm chữ S vào đây. Thì câu hỏi của chúng mình phải hỏi khác. Hỏi khác như nào? Chúng mình phải hỏi là Are these your teddy bears? Những con gấu bông này có phải của bạn không? Are these your teddy bears? Nói lại lần nữa nhé. Are these your teddy bears? Nếu như là phải thì chúng mình nói là Yes, they are. Còn nếu là không phải thì chúng mình sẽ trả lời là No, they aren't. Không, chúng không phải của tôi đâu. They're Lily's teddy bears. Đấy là những con teddy bears của bạn Lily. They're Lily's teddy bears. They're Lily's teddy bears. Cái cấu trúc này cũng đối với các bạn lớp 4, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì khá là dễ, nhưng mà đối với các bạn lớp 1, lớp 2 thì chúng mình phải luyện tập nhiều hơn, đọc nhiều hơn.